quay trở lại với kênh YouTube của Vichannel và mình là Ngọc. Sau một tháng giảm giá 5% còn khoảng 3 triệu thì Facebook Live của chúng ta đã có đối thủ rồi. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi A3. Và chiếc điện thoại này sẽ có giá giảm từ hơn 5 triệu giảm còn khoảng 3,9 triệu. Và mức giá tốt thì đang có tại Bạch Long Mobile. Anh em có quan tâm thì Ngọc sẽ để trên link cho mọi người có thể tham khảo. Và mọi người cũng đã biết thì trên kênh của chúng ta đã có rất là nhiều bài viết về chiếc Mi A3 này. Nếu mà mọi người có quan tâm thì mọi người có thể xem các đường link, mọi người có thể xem cái phần đánh giá cấu hình, hiệu năng cũng như là phần mở hộp của chiếc Mi A3 này. Ok, và không dài dòng thêm thì Ngọc sẽ đi vào trong cái phần trọng tâm, đó là điểm nổi bật. Điểm nổi bật đầu tiên mà Ngọc cần phải nói đến đó là chính là phần thiết kế bắt mắt. Thì với em này sẽ có cái thiết kế khá là tinh tế, đó là những cái đường gợn sóng mà giống như cái những cái gợn xù mì trên tóc của mình vậy đó. Nói giỡn thôi thì những cái thiết kế như thế này thì khá là bắt mắt, trẻ trung, không có phải không có đơn điệu như những cái thiết kế mà trơn hay là Guardian khác, mà nó sẽ khá là tinh tế. Nói chung với thiết kế em này thì khá là lạ so với các dòng sản phẩm khác. Mặt lưng kính xịn sò, nhỏ gọn, chắc tay do thiết kế các chi tiết gọn gàng. Chiếc điện thoại này không có cảm biến vân tay một chạm, thay vào đó sẽ được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình. Và một điểm nổi bật khác trên em này đó chính là cái hiệu năng đánh giá là ổn. Vậy thì xem thử là cái hiệu năng của em này tại sao được đánh giá là ổn nha. Thì với con chip Snapdragon 665, GPU là Adreno có mã là 610 thì cho chúng ta cái hiệu năng đủ dùng, thường dùng cho các máy tầm trung, tản nhiệt tốt, hiệu năng chơi game ở mức ổn. Nếu ở tầm giá này thì cấu hình này không có gì đòi hỏi hơn, trừ VMAX Lite giảm giá quá sâu thì chắc là cấu hình này ít có em nào đạt được trong khoảng tầm giá từ 3 đến 4 triệu. Cấu hình là như thế và kết hợp với lại cái phần mềm như thế này, đó là cái phần giao diện Android One. Thì đây là giao diện được hỗ trợ trực tiếp của Google và được nâng cấp liên tục ít nhất trong 1 đến 2 năm nữa. Nếu các bạn có thích giao diện của iOS thì Android One sẽ đáp ứng cái nhu cầu này của bạn. Và điểm nổi bật thứ 3 trên chiếc Mi A3 của chúng ta đó chính là cái phần camera được đánh giá là tốt. Vậy thì đối với lại cụm 3 camera này thì chúng ta có thể là so sánh được với lại các con máy khác. Nói chung là trong khoảng tầm giá này thì 3 camera cũng không có gì là nổi trội, nhưng mà cái độ phân giải của 3 camera này rất là lớn, cho chúng ta những cái bức ảnh độ chi tiết cao cũng như là màu sắc lên khá là chân thật, màu sắc lên tốt. Camera selfie thì xịn sò, chụp hình tốt, cho những bức ảnh selfie đẹp với màu sắc có độ chi tiết cũng khá là ổn. Và điểm đặc biệt trên camera của em này thì có hỗ trợ quay video 4K, đó là cái điểm cộng trên một con máy dưới 4 triệu. Và điểm nổi bật cuối cùng của em này đó chính là cái phần pin trâu. Thì với viên pin là 4030mAh, cho chúng ta một cái viên pin đủ dùng cũng như là những có tích hợp sạc nhanh, cho chúng ta cái sạc nhanh đến 18W và đi kèm với củ sạc là 10W. Thêm một điểm cộng nữa là sử dụng cổng sạc Type-C thì ít có máy nào trong tầm giá có được những cái trang bị tốt như thế này. Cái những cái đánh giá mà chi tiết hơn về cấu hình cũng như là những cái hiệu năng tốt như thế nào thì chắc là mọi người sẽ xem ở những cái video trên kênh. Và bên cạnh những cái điểm nổi trội, những điểm tốt trên cái chiếc Mi A3 của chúng ta thì bây giờ Ngọc sẽ đi tiếp đến những cái điểm chưa tốt. Cái điểm chưa tốt mà Ngọc thấy có ở trên em này á, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng đó chính là cái phần màn hình. Thì đối với phần màn hình này thì chúng ta sẽ có cái tấm nền là Super AMOLED cộng với lại độ phân giải là HD Plus. Kích thước màn hình là 6.01 inch, cho chúng ta những cái thiết kế nhỏ gọn, nhưng mà thay vào đó thì độ phân giải là HD Plus cho chúng ta cái hiển thị nó khá bị nó hơi bị rỗ một chút, với phần cầm dưới không gọn gàng, hơi dày, cho cái chất lượng hiển thị ở mức tạm ổn thôi. Và màu sắc thì cũng khá là rực rỡ, thì nói chung là đây cũng không phải là một cái khiếm khuyết gì quá lớn. Nói chung là chúng ta vẫn có thể sử dụng tốt với lại cái màn hình này. Và điểm chưa tốt thứ hai mà Ngọc muốn nói đến trên em này đó là cái giao diện nó khá là tù, cũng như là những cái thuần Android thì nó kiểu sẽ hơi ít tính năng so với lại MIUI của Xiaomi hay là HoloS của Oppo hay là Realme. Và điểm cuối cùng đặc biệt mà Ngọc muốn nói trên chiếc Mi A3 của chúng ta ngày hôm nay đó là
phần mất giá. Thì em này đang có mức giá giảm như hồi lúc đầu Ngọc, video Ngọc cũng đã nói với mọi người rồi. Thì em này có giá giảm từ khoảng hơn 5 triệu, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì giảm còn 3,9 triệu và có giá tốt trên Bạch Long Mobile. Với đánh giá là một em máy có độ hoàn thiện tốt cũng như là mang đến những cái chất lượng ổn thì đây rõ ràng là một đối thủ nặng ký với nhà VMAX. Và Mi A3 sẽ có giá cao hơn VMAX Lite tầm khoảng 300-400, nhưng mà chất lượng của Mi A3 kể cả so về độ hoàn thiện máy và camera và trải nghiệm máy thì Mi A3 vẫn nhỉnh hơn một chút. Và vì là dịp cuối năm cho nên là theo dự đoán thì cũng sẽ có một vài có thể là trong tương lai sẽ có một vài chiếc máy của chúng ta sẽ có tiếp tục giảm giá. Thì nếu như mọi người cảm thấy là Mi A3 vẫn chưa đáp ứng đủ tốt cái nhu cầu của mình thì mọi người có thể chờ đợi thêm. Còn nếu không thì Ngọc thấy chiếc Mi A3 này hoàn toàn đáp ứng được những cái nhu cầu về cái con máy chất lượng cũng như là những cái giá tốt, giá rẻ cho mọi người. Thì mọi người có thể cân nhắc. Nếu như mà mọi người có quan tâm đến sản phẩm thì Ngọc đã để đường link như lúc nãy Ngọc cũng đã nói, nãy giờ Ngọc cũng đã nói rồi. Và hiện tại Bạch Long Mobile đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho mọi người. Nếu mọi người có quan tâm thì mọi người có thể tham khảo thêm đường link mà Ngọc sẽ để ở phần mô tả bên dưới. Và video đến đây là đã hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy là video này hữu ích thì nhớ nhấn like, share cũng subscribe kênh và đừng quên nhấn dấu chuông bên cạnh để hiện lên thông báo nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video sau.